Các em ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Đúng rồi, chúng ta sẽ tiếp tục học về cách hỏi và trả lời về thời gian nhé. What time? When? Chúng ta có hai từ dùng để hỏi về thời gian, đó là what time và when. Cấu trúc của hai từ này như nhau, cô có sau từ để hỏi sẽ là trợ động từ cộng với chủ ngữ cộng với động từ chính trong câu. Cô có ví dụ sau. What time do you get up? Câu này cô cũng có thể viết lại như sau. When do you get up? Và cô có câu trả lời là I get up at 15 past 6. Tuy nhiên, giữa what time và when cũng có sự khác nhau nho nhỏ, thường chúng ta dùng what time để hỏi và trả lời về thời gian cụ thể, ví dụ như 6 giờ, 9 giờ. Nhưng khi chúng ta dùng when, chúng ta có thể trả lời về các thời gian chung chung hơn, ví dụ như là vào buổi sáng, in the morning hoặc vào buổi tối, in the evening. Vậy, để trả lời cho câu hỏi về thời gian, về giờ giấc, what time is it? Các em sẽ nói thời gian như thế nào? Cô có đồng hồ như sau. Kim dài chỉ vào chính giữa số 12, tức là chúng ta có giờ đúng, a clock. Ví dụ như ở đây cô là 4 giờ, 4 o'clock. Ở các lớp tiểu học, khi học môn toán các em cũng được học về cách xem giờ. Bây giờ các em hãy cho cô biết thế nào là giờ hơn, thế nào là giờ kém. Đúng rồi, khi kim dài chạy từ số 12 cho đến số 6 thì đây chính là khoảng thời gian của giờ hơn, trong tiếng Anh khi nói giờ hơn chúng ta dùng từ past. Khi kim dài chỉ đến đúng số 6, đây chính là giờ rưỡi, chúng ta có thể dùng bằng từ half. Và khi kim dài trong khoảng từ số 6 đến số 12 thì đây chính là giờ kém. Chúng ta dùng từ to. Để nói giờ, chúng ta sẽ có cấu trúc đó là minute phút cộng với past hoặc to cộng với hour là giờ. Ví dụ như ở đây cô thấy kim phút, kim dài hơn đang chỉ vào số 2, tức là bây giờ đang là giờ hơn và chúng ta thấy kim ngắn Kim giờ đang ở qua số 7 một chút, vậy chúng ta sẽ nói giờ là 10 past 7. Hay chúng ta có thể đọc là 7 10. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta thấy kim phút đang chỉ đến số 5, chúng ta sẽ nói 25 past 9 hoặc 9 25. đối với giờ kém. Ở đây, kim dài hay kim phút đang ở số 11. Chúng ta sẽ nói là 5 to 6, còn 5 phút nữa là tới 6 giờ, hay 6 giờ kém 5. Chúng ta cũng có thể viết là 5.55. Hoặc ở đây, khi kim dài, kim phút đang chỉ đến số 9, chúng ta sẽ nói là 15 to 4. 15 phút nữa sẽ đến 4 giờ hay 4 giờ kém 15. Chúng ta cũng có thể viết 3:45. Tương tự như vậy, các em hãy nhìn vào hai đồng hồ sau và đọc thời gian giúp cô. Đúng rồi. Đồng hồ đầu tiên đây chính là 20 past 11 hoặc 11:20. Ở đồng hồ thứ hai, đây chính là chỉ về giờ kém. Chúng ta nói 20 to 12 hoặc 11:40. Tuy nhiên, cũng có những mốc thời gian chúng ta có thể dùng từ đặc biệt hơn để diễn tả. Đầu tiên đó là giờ rưỡi, chúng ta có thể dùng từ half, tức bằng 1 phần 2. Nhìn vào đồng hồ ở đây, chúng ta có thể nói là 30 past 3 hoặc các em cũng có thể nói là half past 3. Cách thay thế thứ hai là dùng quarter, 1/4, tức là chúng ta chỉ các mốc 15 phút. Khi kim phút chỉ đúng vào số 3 hoặc số 9 thì các em có thể thay thế bằng quarter. Ví dụ, chúng ta có thể nói 15 past 5 hoặc chúng ta cũng có thể nói A quarter past five các em hãy nhìn vào hai đồng hồ này và nói thời gian nhé đồng hồ đầu tiên chúng ta có đây chính là half past ten và đồng hồ thứ hai đây chính là chỉ giờ kém chúng ta nói quarter to six Vậy trong bài học này, chúng ta đã học cách nói về các trạng từ tần suất cũng như cách nói về thời gian. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.